Ngay trong chiều nay, trước khi văn bản 5183 ngày 4 tháng 6 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc áp dụng các biện pháp quản lý đối với trường hợp từng đến trở về từ các địa phương áp dụng chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực. Theo đó, bắt đầu từ 0 giờ ngày 5 tháng 6 2021, tức là giữa đêm nay, người từng đến về từ các điểm dịch theo thông báo của Bộ Y tế và các tỉnh thành phố, người không có hộ khẩu tại Long An sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung đủ 21 ngày. Ghi nhận tại tỉnh Long An, đến nay đã có trên 17.000 người về Long An có thực hiện khai báo y tế, trong đó có 11.700 người từ thành phố Hồ Chí Minh và hơn 5.800 người từ tỉnh thành khác. Tỉnh đã thành lập 15 chốt kiểm soát ở các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ để kiểm soát người về từ vùng dịch. Các trạm y tế xã, phường, thị trấn cũng hoạt động 24/24 để người dân đến thực hiện khai báo y tế. Các tổ COVID-19 cộng đồng cũng tăng cường theo dõi, giám sát từng cụm dân cư. Khi phát hiện có người lạ đến địa phương hoặc người dân trên địa bàn cư trú có yếu tố dịch tễ, sẽ nhanh chóng đến tận nhà để nắm đối tượng cho khai báo y tế. Để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa phương, cùng với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, mỗi người dân trong cộng đồng phải tự giác trách nhiệm khai báo y tế trung thực, góp phần phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.